nhận định Mali với bờ biển Nga. 23 giờ ngày 8 tháng 7, vòng 1/8 CAN Cup 2019, sân Suez, bờ biển Nga đang chiếm ưu thế trong những lần đối đầu trước đây khi chưa để thua trận nào, thắng tới 12 trên 19 trận. Cập nhật tỷ lệ kèo, thông tin đối đầu giữa hai đội. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất. Kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu tại bảng E, Mali đã có mặt ở vòng đấu loại trực tiếp của đấu trường CAN Cup kể từ giải đấu hồi năm 2013, và đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Magat Souba ở vòng 1/8 tới đây đã được xác định, đó chính là bờ biển Nga. Đội bóng đã kết thúc ở vị trí thứ 2 tại bảng D. Lúc này, mặc dù đều đang đứng cùng vị trí thứ 62 trên bảng xếp hạng FIFA, thế nhưng trên thực tế, đây sẽ là thử thách không nhỏ dành cho Mali khi về chuyên môn họ không được đánh giá cao như bờ biển Nga. Ưu điểm lớn nhất của Mali trước cuộc đụng độ tới đây chính là phong độ khá ấn tượng từ vòng bảng vừa qua với 2 chiến thắng và 1 kết quả hòa. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách công bằng, bảng đấu mà Mali góp mặt là không đến mức quá khó khăn. Đối thủ nặng ký nhất là Tunisia thì họ đã có kết quả hòa 1-1, trong khi hai cái tên còn lại là Mauritania và Angola đều bị đánh giá yếu hơn nhiều. Cũng vì thế mà thầy trò huấn luyện viên Magat Souba đã không mấy khó khăn để giành điểm số tối đa trước hai đối thủ này. Với bờ biển Nga ở cuộc đụng độ sắp tới, thử thách sẽ là khó khăn hơn rất nhiều. Nên nhớ trong quá khứ kết quả đối đầu của Mali trước đối thủ này đang là khá tệ. Cụ thể như 19 lần chạm trán gần nhất họ không có nổi lấy một chiến thắng, thậm chí còn để thua tới 12. Còn ở đấu trường CAN, Mali cũng đã thua tới 10 và mới chỉ thắng 1 sau 16 lần chạm mặt. Bên kia chiến tuyến, mặc dù bờ biển Nga chỉ kết thúc ở vị trí thứ 2 tại bảng D, thế nhưng nên nhớ đó là bảng đấu khó khăn hơn rất nhiều so với bảng E của Mali khi có những đối thủ rất mạnh như Morocco và Nam Phi. Chính vì vậy, thành tích thắng 2 trên 3 trận cũng là kết quả không tệ chút nào với thầy trò huấn luyện viên Ibrahim Camara. Ở cuộc đụng độ với Mali tới đây, ngoài ưu thế từ những kết quả đối đầu trong quá khứ, bờ biển Nga cũng đang được đánh giá nhỉnh hơn về mặt lực lượng khi sở hữu những cái tên nổi bật trong đội hình như Wilfried Zaha, Wilfried Bony, Franck Kessié hay Nicola Pepe. Trong khi đó, dù sở hữu đội hình có tới 21 trên 22 cầu thủ đang chơi ở nước ngoài, thế nhưng về mặt tên tuổi, Mali khó so được với đối thủ. Trên sàn giao dịch châu Á, ưu thế cũng đang được thể hiện cho bờ biển Nga ở trận đấu tới đây khi họ được niêm yết ở tỷ lệ âm 1/4 cũng thàng lợi nhuận không quá chênh lệch. Nếu so với quá khứ đối đầu trước đó, đây là mức kèo không quá ấn tượng của bờ biển Nga. Tuy nhiên ở hoàn cảnh hiện tại, đây lại là mức chấp khá phù hợp mà mang đến hy vọng cho thầy trò huấn luyện viên Ibrahim Camara. Trong khi đó, việc hốc tổng bàn thắng cả trận chỉ được niêm yết ở mức 1/3/4 đã cho thấy những đánh giá không mấy khả quan cho kịch bản bùng nổ bàn thắng ở trận đấu tới đây. Dù rằng trước đó ở vòng bảng hàng công của hai đội đều đã thể hiện rất tốt, ở hoàn cảnh này, mốc dưới sẽ là lựa chọn phù hợp hơn cả.